Đấy, kỹ tính quá thì cũng cũng ít hàng. Trong một lô mà chọn ra được có duy nhất một đôi để có thể bán cho anh em về chơi. Còn những cái cặp kia thì cho anh em thợ luộc, nó không được đẹp. Đẹp ở đây là nói về cái chất, đẹp chất chứ không phải là đẹp hình thức. Đây là cặp 301 C2 duy nhất. Cặp này báo luôn cho các bác là giá nó cũng không rẻ đâu nhé. Tại vì em nói rồi, tầm thời điểm này thứ nhất là không có hàng, cái thứ hai là nhiều khi anh em cứ nghĩ là tầm này khó khăn rồi thế này thế kia, nhưng mà ví dụ những cái hàng mà về trước lúc dịch ấy, thì có thể là liên quan đến vấn đề vốn, liên quan đến vấn đề quay vòng thì mình sẽ cân đối. Còn những cái sau dịch lại hàng về nó rất là khó, cước kiểu mọi cái nó rất là căng. Thì cặp mà đây là cặp 301C2, và cặp này thì nó là một dòng em thấy là hát và nghe cũng rất là ổn, và chơi thì rất là dễ chơi. Đây, trở kháng 8 ohm. Với những cái dòng 301 thì có CD2, CD3, dòng CD4, rồi dòng AV, dòng Sonata, rồi dòng 301 trơn là những cái dòng anh em chuộng. Có mỗi 301C5 là nó hơi hẩm hiu một chút. Đây là rất là dễ nhá. Thì chiếc âm ly Onkyo này thì có giá 2,5 triệu thôi, công suất 110W. Đấy, thì em vẫn test với cặp bô này. Hoàn toàn anh em có thể sử dụng em này, dùng thêm một em vang hát. Nhưng đương nhiên là nếu mà phát huy hơn nữa, mà để đánh, để mà mỗi dùng con này thôi mà thêm vang, thì anh em chơi một chiếc âm ly khác thì anh em hát thì nó sẽ phát huy hơn. Nhưng trường hợp mà anh em nghe nhạc ở phòng khoảng dưới 20m, anh em hoàn toàn có thể sử dụng âm ly Onkyo này em đang chơi. Và với cái tầm giá rất là rẻ, có 2,5 triệu chiếc âm ly Onkyo luôn. Đấy, mà đánh với cặp 301C2 này rất hay. Em này anh em để ý nhé, 301C2 ấy, cơ bản là nó có những cái đời là đời keo rốn này, keo rốn bát ấy, là keo rốn to, tức là nó lộ rất là nhiều keo. Có những cái lô em về rất là nhiều thì các bác để ý nó keo nó chi chít lộ, nhưng đấy là kiểu đấy, đời đấy. Còn có những cái đời thì đây keo mịn này, keo mà mịn mà keo mà gọi là đẹp mạnh như này ấy, thì ở 301C3 thì nó sẽ như này. Đấy, em này màng xanh đặc trưng, rốn chung và rốn tép thì đều có râu. Và 301C2 thì nó cũng có đời rốn không râu nhá các bác nhá. Đấy, để chia sẻ với các bác thôi, để anh em chơi thì anh em đỡ gọi là ví dụ anh em quan tâm thì anh em có những cái thông tin, chứ không ví dụ anh em xem clip này, anh em lại xem đôi ở nhà để thấy là ơ sao cái này của lo chung lo tép của tôi không có râu thì hoàn toàn bình thường. Bởi vì sao ạ? Bởi vì không cứ gì những cái dòng loa bô đâu, mà những cái dòng loa khác khi tái sản xuất người ta sẽ có những cái cải tiến. Mà hơn nữa thì cái dòng loa bô là sản xuất số lượng rất là lớn, đặc biệt những cái dòng 301C2 này thì tái sản xuất rất là nhiều năm khác nhau và sản xuất ở nhiều thị trường khác nhau, do đó thì người ta có những cái biến tấu. Ví dụ như đấy, màng có loại thì màng màu ghi xám, có loại thì màu này màu xanh, có loại thì đời chung và tép không có râu. Đấy, có cái nó như thế chứ không, nó sẽ tinh chỉnh đi một chút. Đấy, cặp bô rất là đẹp nhé, long lanh luôn. Anh em nào muốn sở hữu thì điện cho em sớm. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.